sao đây. Và bây giờ có một chiếc Bellywood đang ra nha các bạn. Đang ra nè, để mình lấy gần lại coi. Chiếc 805 hồi nãy nó chắc bên kia rồi, chiếc này chiếc khác. Chiếc này đi chung chung với chiếc 805, chiếc này chiếc turbo nha. Turbo hồi nãy như là 820 hay gì á, 820 turbo. Đường xe này rất xấu nha các bạn, nhưng mà cái nó xấu nhưng mà nó sâu nhưng mà nó cũng láng chứ nó không đến nổi nha. Nó không đến nổi là ổ gà nhiều nên nó chạy cũng rất lẹ nha. Nắng quá chứ, cho nắng. Đây các bạn coi đường nè, cái đường xấu nè ha. Đó. Đường bờ kinh, bờ kinh này có đường này, bờ kinh này cũng xấu nha các bạn. Rồi bây giờ có một chiếc Bellywood chở lúa ra nữa nè các bạn ơi. Bây giờ mình chạy vô tới đường xe luôn rồi. Để mình quay quay nó chạy ra luôn á chứ không có zoom như nãy nữa. Mình thấy cái nước bay không? Không biết phải 805 hay không nha. Tại hồi nãy có chiếc chạy 805 chạy vô nữa, màu sơn cũng đẹp. Không biết phải chiếc này hay không. Đúng rồi các bạn ơi, 805. 805 một cầu nha. Cái sơn còn đẹp nè.
khách này, khách viên này. Rồi sao BGC 18-430. Rồi, bỏ ra đường xe. Chơi luôn, đua luôn. Rồi, thay mập đó, đứng đây nha các bạn. Nghỉ chạy theo rồi. Rồi, bye bye các bạn nha.